Xin kính chào quý vị khán thính giả nhà chung sung sướng. Bây giờ mình đương chuẩn bị múc món tập dùm gà, ức gà, rồi đủ thứ quý vị, rất là tuyệt vời. Đây quý vị thấy ngon chưa? Đây đó, ức gà, nấm này là nấm chúng nấm đông cô của mình á, và tiếng điển gọi là Scô Champion. Nó mát gấp đôi nấm trắng, cũng có một loại nấm tròn mà loại nấm trắng quý vị. Cái này rất là tuyệt hảo, quá ngon nè quý vị. Đó, ức gà, hai ức gà siêu to đại bự. Wow, với là hơn một ký nấm. Đó, quá tuyệt vời. Wow, quá tuyệt vời quý vị ơi. Món này là món tôm dùm rất là ngon, chừa cu ri đỏ và cu ri trắng. Đó, ức gà hấp dẫn quá. Cái này là ức gà, con gà Stura Sitland, siêu to đại bự đó quý vị ơi. Quá ngon. Hy vọng cái món này đem đến cống hiến quý vị. Đây, xin mời quý vị, cái đó mình đợi sao đấy. Cống hiến quý vị, tuyệt vời. Rất là ngon, đó. Quá tuyệt vời, xin mời quý vị thưởng lãm. Đó, chấp hình con cá nữa là tuyệt vời. Đây là con cá chép quá rồng. Mình sẽ bưng con cá lên, quý vị ơi. Đây, con cá quá rồng. Chớp đây. Ôi à, đây đây đây, đứng đây, đứng đây. Quá ngon nè. Con cá tuyệt vời nè quý vị. Kho nước màu ngon quá. Xin cảm ơn quý vị. Đây, con cá quá rồng mình để đây. Đó, quá đẹp. La lô bé mập bước qua bên đó. Tuyệt vời, bữa nay rất là thịnh soạn. Đây, món thịt heo quay ngon nữa nè. Món nấm này quý vị, tuyệt vời nè. Đó, tôm dung đó. Quý vị thấy tuyệt vời ba chưa? Ba con cá. Ba con cá margarin này quý vị. Cá này là cá thu mà người ta ung khói. Rất là ngon. Xin cảm ơn quý vị. Đây là toàn là cá không đây. Trời ơi, ơi, quá tuyệt vời. Con cá, ba con cá, tam quân. À, ta. Hello. À, xin cảm ơn quý vị. Bữa nay đúng là ngày đặc, xin cảm ơn quý vị. Bữa nay đúng là ngày đặc biệt. Ngày 12 tháng 12 2022 là một con số 2, 12 tháng 12 2022. Tất cả đều mang con số 2 quý vị, tuyệt vời. Yeah, rất là ngon, nước mắm. Đó, đầy đủ quý vị. Con tép để đó, để có muỗng rồi mới lịch sự. Đây quý vị thấy không, ăn uống có muỗng là sợ. Đó, chấm nước mắm chua rất là tuyệt vời. Có trái dừa đàng hoàng, ngon lành đó. Quý vị thấy cắt đẹp không? Đó, trái dừa đó, ống để đó. Quá tuyệt vời. Hôm nay là ngày đặc biệt, 12 tháng 12 2022, chương trình kỷ niệm chúc mừng Tổng thống Ukraine được lựa chọn là người đàn ông trong năm, và phu nhân của đệ nhất phu nhân của tổng thống đã đi qua các nước Âu Châu để xin viện trợ máy phát điện cho nhân dân Ukraine trong thời gian lạnh lẽo và rất là tận tình. Những người anh hùng và những người anh thư đã làm cho mọi người cảm động, làm gương cho tất cả những người yêu nước, những bậc anh hùng và những vị anh thư. À, một lòng một dạ với chồng, vợ chồng đồng lòng phát cộng biển đông. Dạ, quý vị thấy con cá tuyệt vời quá. Thịt ba rọi được xác ra rất là ngon nè quý vị. Wow, bữa nay là ba rọi thành công. Không biết giờ đầu mình nhớ mình trù làm một món gì đó để cống hiến quý vị nữa. Đây, quý vị thấy ngon không? Đó, ngon quá, xin mời quý vị. Nó giòn ngon lắm quý vị. Giòn lắm. Bữa nay là đúng là thành công. Thành công trong thành công. 100% luôn. Quá ngon, quá ngon. Quý vị qua này da phần ngon lắm. Mình cắt ra một miếng mỏng vậy á. Rồi mình còn để lại để kỷ niệm. À, để cống hiến quý vị. Để lại cho đời. À, cuộc đời này. Quá ngon rồi quý vị. Ngon quá, giòn rụm luôn. À, quý vị nghe nè. Quá giòn.
xin trân trọng cảm ơn quý vị. Đó, giới thiệu quý vị những món ăn mà đặc sản coi như trung lưu đây. Quý vị thấy nấm không? Nấm được xào ngon lắm, với mùi vị hấp dẫn. Mùi vị đồ chay quý vị, nấm này là mắm tuyệt vời đây. Nấm này Phật thủ đây, ngón tay quá đẹp này quý vị đây. Quý vị thấy tuyệt vời không? Xin mời quý vị nghe, nấm này là những vị ăn chay có rất nhiều chất bổ dưỡng. Quý vị có thể ăn món đó với bún nè. Bún tươi mình rụt một lỗ quý vị, rất là ngon. Để cuốn gói. Và quý vị có thể ăn với xôi. Nếp nè quý vị, dẻo lắm. Quý vị thấy dẻo không? Rất là ngon. Đó, mình rửa tay sạch. Đây là đu đủ quý vị, đu đủ ngọt lắm. Và trái này trái dưa hồng đặc biệt. Đó, cái này là con tép tuyệt vời. 2 kg. Người ta lấy từ biển lên là ta bỏ lên máy ta hấp. Xong ta vô bao bì, mình khỏi cần phải về hấp nữa. Mình cứ đổ ra là mình ăn thôi. Có 2 loại, một loại tươi và một loại đông đá, rất là tuyệt vời. Và một con như vậy là 1 đồng tiền thì điểm. Và đó là coi như là quý vị ăn tuyệt vời. Đó, đây là sushi của cậu Ấm mua cho 60 hộp quý vị. Ăn hết 4 hộp, ăn mỗi người 3 hộp, còn 1 hộp định đem cho Huy Hoàng Đệ, nhưng mà bữa nay không kịp nè. Quý vị thấy ngon không? Ở trong này là có lươn, có đồ đầy đủ quý vị đây. Quý vị có không? Thêm một miếng cá ở ngoài là con lươn đó quý vị. Là tính tiền thêm. Đó, lươn này, miếng lươn này quý vị. Miếng này là miếng lươn. Đây, miếng lươn này quý vị. Wow, miếng cá nữa mà người ta chiên ngon lắm. Đây, quý vị có thể tới Samurai. Quý vị ăn đồ chiên nóng hổi. Và quý vị nào mà ăn có sống được thì sẽ ăn đồ chiên. Rất là đặc biệt. Đây là Samurai này á. Đã trên 15-20 năm rồi. Cách đây 12 năm mình và Lalo Bé Mập cũng như bà chị muốn đi kiếm chỗ mặt bằng làm ăn sau khi bán cái siêu thị. Tới ăn và chính tay của chủ nhân bà Mai Xỉn đã làm sushi cho mình ăn. Gia đình thân quen, má của cháu Selene. Vâng. Và ông thì rất là hiền lành, mà ông đã ra đi mấy năm rồi, 75 tuổi. Bà Mai Xỉn năm nay trên 70 nên là đi về đây Nam Mô sống với cháu Tăng với là con gái của bà. Cầu chúc bà mạnh khỏe, được ăn sushi sashimi nhớ bà. Và cảm ơn người Việt Nam của mình đã làm món này. Và mình đã ăn được nhiều, năm nay mình ăn được mấy lần rồi. Mình có giới thiệu với chị đây là sashimi nằm ở Vehem, rất là tuyệt vời. Và mình đã đưa được mấy người thân hữu của nhà Chung sung sướng, người nước ngoài cũng như là những vị quen biết đã thấy điện đàn đồ lên 13 đồng 1 kW, nên là khuyến khích và tặng cho mình những món ăn nhanh và khỏi mất công nấu. Nhưng mà mình vẫn nấu đồ ăn ngon, quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, đây cái nấm nè, nấm rừng nè. Đây là nấm này giống là nấm Nam Cô đó quý vị. Wow, cô này có chùa bốc. Ngon lắm. Nó mặn ngoài lắm quý vị. Nếu mà muốn mà pha thêm chút nước cũng được. Nó mặn mùa lắm. Wow, thầy pha ra nấu cho ăn với bún ngon lắm. Mình nấu 2 gói, nó hơi khác một chút. Nhưng mà ăn được ngon lắm. Cái mùi vị hấp dẫn. Bơ nó cay cay, nó thơm mùi lá chanh quý vị. Và đây là con cá nè, dễ cho quý vị coi nè. Con cá này là con cá chết có dòng đó. Là lô bé mập ăn cái đó vô bị dị ứng rồi quý vị đây. Wow, quý vị thấy khúc cá ngon không? Nó thấm dữ lắm rồi đó. Đó. Wow, quý vị thấy ngon chưa? Thịt không nè. Đó. Cá chép này ăn vô nó bổ lắm quý vị, trong sách vở. Wow, bữa nay mình có dịp mình sẽ con đưa. Con này con cá khác đó thật. Đúng, nó có nhiều loại cá chép. Loại này xương bự, cái loại kia xương nhỏ xíu à. Con này xương thịt bự nè quý vị. Dạ, wow. Như là thịt không à. Đó, quý vị thấy nè đây, nhưng mà nó vẫn có xương nhỏ nhỏ nghe quý vị. Quý vị phải cẩn thận đây. Nè. Đó, đó nó cũng giống vậy thôi quý vị. Đó, nên là quý vị cẩn thận, nó có 2 cháu nè quý vị thấy không. Đó, ăn cái này, ăn cá là chuyên gia. Chuyên gia ăn cá thì phải đây, cẩn thận, cẩn thận. Đó. Xương con cá chép nó có 2. Đó, nó nhọn quá quý vị, đó, nè. Ngon quá. Wow, nó ngọt liệm quý vị ơi. Cá tươi. Không phải.
Cá này của Đức với của Ba Lan. Ở đây mình ở gần Đức với Ba Lan nên là mỗi tuần đều có cá về thứ năm. Còn ở biển á, cá tươi thứ ba. Ngon quá. Quý vị cẩn thận ha. Cá nào mà không có xương, cái xương nó ghê gốm như thế này quý vị. Quý vị ăn phải cẩn thận. Mình có người quen cũng bị ăn cá hồi phi lê mà vẫn bị. Vâng, xin thật cảm ơn quý vị. Nấm là ngon nhất, mình thích nhất. Đồ chai. Thật là tuyệt vời. Nên là sẵn đây cầu chúc quý vị ngày 12 tháng 12 năm 2022 là ngày đặc biệt. Quý vị có những cái đặc biệt cuối năm cũng như đầu năm. Sức khỏe dồi dào, sức khỏe là gia tài vô giá. Nếu quý vị cảm thấy thích, vui, chia sẻ và chúc quý vị vừa đủ xài. Ở đây có đu đủ, có xài nữa, có xoài nữa. Mời cô Lalo mặc về cái đó. Nếu quý vị cảm thấy vui thích cho một like. Và quý vị đăng ký kênh nhà. Và quý vị nào chưa subscribe thì cho xin subscribe đây. Mình nói có xoài là có xoài ngay. Xoài giòn ngon lắm quý vị ơi. Ngày mai mình sẽ trộn xoài. Bữa nay mình đã sơ xoài với Lalo bé mập rồi. Rất là ngon. Đây, mình sẽ ăn xoài cho quý vị coi. Đủ xoài, đủ xài rồi. Đây, xoài này nó giòn lắm quý vị nè. Xoài mình ngọt lắm. Mình mua ở chợ Ly OL ở chỗ ăn Lộc Sơn á. Cái chỗ này bà con mình ở đông lắm. Mình cũng tiễn đưa nhiều vị đến nhà thờ ở OL ăn nghỉ. Có nhiều vị thân quen. Mà chỗ ăn Lộc Sơn này, OL này rất là tuyệt vời. Giòn ngọt thật quý vị ơi. Một ký cỡ 40 mấy đồng mà rất là rẻ. Bà con mình kiếm được 4 quả ngon lắm. Nhà trang trọng giới thiệu quý vị, mong quý vị hưởng đồ ăn ngon, mặc đẹp. Cầu chúc quý vị thân an, tâm lạc, vui trong cuộc sống hàng ngày. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Đây là nguyên một bàn thịnh soạn, ngon ăn ngon, mặc đẹp. Thịt ba rọi, na tôm dung, nấm, cả hàng. Đó là sushi sai chi Tết của Bắc Âu, rất là tuyệt vời. Nấm Phật thủ rất là tuyệt vời. Cá ngon, cái gì cũng ngon hết. Xôi, đu đủ, những quả ngon. Đây, lên ý nghĩa cả 10 món đồ ăn, 100 món trái cây 5 màu. Đó, xin cảm ơn quý vị. Đây, rất là tuyệt vời khung cảnh của tháng 12. Đó, Burger King. Đó, bánh của Hoàng gia đó. King là cũng nghĩa là vua đó. Đó, cái gì thấy tuyệt vời không? Bữa nay đặc biệt đó quý vị, mình mặc áo vàng của Thụy Điển và Ukraine. Quý vị thấy không? Màu vàng, màu của Thụy Điển. Cầu chúc Ukraine là thành trì hòa bình của Âu Châu được thành công trên đường kháng chiến chống lại quân xâm lược Bò Đỏ cũng như là anh phụ tình. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn đi quý vị lắng nghe và thấy quý vị khán thính giả thân thương. Có lời bình luận tốt cho quý vị nha. Xin trân trọng kính chào, cảm ơn quý vị. Đó, với khung cảnh tuyệt vời. Đó, 4 ngọn đèn nữa, đó là hoa sen đá, đó, tam cương quân sư phụ. Đây là 4 ngọn đèn cho tứ hải gia huynh đệ. Ngọn đèn rất là thơm, rất là tuyệt vời quý vị. Đó, mong rằng mùa Noel năm nay sẽ được ấm cúng và thanh bình, không có chuyện gì xảy ra. Những cánh hoa đó, chiến thắng sẽ đeo vào vòng cổ nhân dân Ukraine. Xin trân trọng kính chào, cảm ơn quý vị. Quá tuyệt vời, bữa nay là bữa kỷ niệm 12 tháng 12.